lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam Uống rượu bia đặt ngay thuê lái Vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước Tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm Chuyến đi có bảo hiểm Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200 nghìn Xin chào các bạn Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối cuộc gặp đã quyết định đến thăm Berlin và khai trình trước Thủ tướng Đức Olaf Scholz tờ Bin đưa tin dẫn các nguồn tin chính phủ Đức. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã quyết định hoãn một trong những chuyến công du cuối cùng của ông với tư cách là nguyên thủ quốc gia tới Đức và Angola do cơn bão Milton. Ấn phẩm Spiegel dẫn các nguồn tin riêng cho biết ông Biden đã lên kế hoạch thăm căn cứ quân sự Ramstein tại Đức, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm liên lạc về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết ông vẫn có ý định thăm Đức và Angola, nhưng vào thời điểm khác Báo Spiegel sau đó đưa tin rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ bị hoãn lại để ông Biden có thể tham dự. Vào ngày 12 tháng 10, ông Zelensky sẽ đến Berlin và gặp Thủ tướng Olaf Scholz. Tại văn phòng chính phủ, ông Zelensky muốn trình bày kế hoạch chiến thắng của mình với Thủ tướng, tờ Bin viết. Ngoài ra, theo tờ báo, ông Zelensky có kế hoạch gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Tổng thống Ukraine Zelensky trước đó tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng cái gọi là kế hoạch chiến thắng của Ukraine đã hoàn toàn sẵn sàng. Vào tháng 8, ông lập luận rằng kế hoạch này cũng bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khi bình luận về phát ngôn của ông Zelensky đã lưu ý rằng Moscow nhận thức được bản chất của chế độ Kiev tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra. Trong khi với nước Đức nói riêng và cả châu Âu nói chung, nền kinh tế đang đối diện với nguy cơ suy thoái năm thứ hai liên tiếp. Điều này bắt nguồn từ việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt dẫn đến chi phí năng lượng tăng cao, đặc biệt là với nền kinh tế Đức. Chính phủ nước này dự kiến điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng năm 2024 từ mức tăng 0,3% xuống mức giảm 0,2%. Bộ Kinh tế Đức đang triển khai một loạt biện pháp hỗ trợ như giảm thuế và trợ cấp năng lượng nhằm giúp thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, các tổ chức kinh tế lớn của Đức vẫn hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp này. Trong một báo cáo gần đây, họ dự đoán tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 0,8% vào năm 2025 và 1,3% vào năm 2026, thấp hơn so với dự báo của chính phủ. Cuộc khủng hoảng năng lượng bắt đầu từ năm 2022 sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine và Đức quyết định ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. Động thái này đã thúc đẩy giá năng lượng và chi phí sản xuất tăng cao, gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trước khi xung đột xảy ra, dầu của Nga chiếm đến 55% nguồn cung khí đốt cho nền kinh tế số 1 châu Âu. Các thách thức về năng lượng cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Trung Quốc đã khiến các tập đoàn công nghiệp lớn của Đức phải cắt giảm quy mô hoạt động. Volkswagen, một trong những công ty năng lượng hàng đầu, đã công bố kế hoạch đóng cửa hai nhà máy vào tháng trước, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 90 năm của hãng. Dữ liệu của chính phủ cho thấy sản lượng công nghiệp của Đức đã giảm 5,3% trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024. Bên cạnh đó, đơn đặt hàng sản xuất cũng giảm mạnh. Diễn đàn kinh tế mới, một tổ chức có trụ sở tại Berlin, cảnh báo những thách thức năng lượng sẽ tác động tiêu cực đến nước Đức, có khả năng gây ra cuộc suy si thoái kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ sau Thế chiến II. Khủng hoảng kinh tế đang ảnh hưởng đáng kể đến vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng của thủ tướng Olaf Scholz khi chỉ có 18% người dân Đức bày tỏ sự hài lòng với ông, mức thấp nhất từng ghi nhận đối với một lãnh đạo Đức. Trong khi đó, Tổng thư ký Kevin Quenet của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, đảng lớn nhất nước Đức của Thủ tướng Scholz hôm 7 tháng 10 cũng tuyên bố từ chức. Lý do đưa ra là vì sức khỏe, tuy nhiên giới quan sát chỉ ra rằng ông Kuenet đã phải chịu nhiều áp lực chính trị sau khi đảng SPD nhận kết quả yếu kém trong các cuộc bầu cử ở Sachsen và Thuringen Ông Quenet cũng cho biết sẽ không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang sắp tới. Trong khi đó, đảng Alternative for Germany AFD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở khu vực phía đông Thuringia. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp tiểu bang kể từ sau Thế chiến thứ hai. Tại bang lân cận Saxony, đảng này xếp thứ hai với 30,6% số phiếu bầu sau Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo CPU với tỷ lệ 31,9%. Trong khi đó, liên minh cầm quyền gồm 3 đảng, Đảng Dân Chủ Xã hội SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP, chứng kiến thành tích yếu kém khi chỉ giành được dưới 15% số phiếu. Tờ Politico nhận định chiến thắng của đảng cực hữu AFD dáng đòn mạnh vào trung tâm chính trị của Đức, đặc biệt là đối với ba đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Olaf Scholz. Kết quả bầu cử phản ánh sự thất vọng của người dân đối với chính phủ của ông Olaf do không thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để đưa nền kinh tế số 1 châu Âu vượt qua những khó khăn. Nền kinh tế Đức đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát gia tăng hay suy giảm tốc độ tăng trưởng. Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị như làn sóng phản đối nhập cư ngày càng tăng, mâu thuẫn bất đồng gay gắt xung quanh việc viện trợ cho Ukraine đang bủa vây quốc gia này. Thất vọng về kết quả của cuộc bầu cử, thủ tướng Olaf Scholz cảnh báo các đảng chính thống không nên thành lập liên minh với thành viên phe cực hữu. Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định vị thế và uy tín của đảng SPD cũng như của Thủ tướng Scholz đã bị tổn hại đáng kể sau cuộc bầu cử lần này cũng như cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6 vừa qua. Họ đặt ra câu hỏi về việc liệu liên minh đảng cầm quyền có thể kịp phục hồi trước khi cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo của Đức sẽ diễn ra sau đây hơn một năm nữa. Ba năm trước, vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, Ông Olaf Scholz, chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng kế nhiệm bà Angela Merkel, người lãnh đạo nước Đức trong 16 năm trước đó. Người ta đã kỳ vọng vào một giai đoạn mới bắt đầu cho nước Đức, nhưng đáng tiếc rằng nó đã trở thành một giai đoạn tồi tệ sau thời kỳ ổn định và phát triển của bà Angela Merkel. Chiến tranh nổ ra trên đất châu Âu chỉ 2 tháng sau khi ông Olaf nhận chức đã làm thay đổi nước Đức. Và cuối tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Olaf có bài phát biểu quan trọng trước quốc hội, kêu gọi một sự thay đổi mang tính lịch sử đối với chính sách đối ngoại của Đức và cam kết chi 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội, đồng thời hỗ trợ Ukraine và chấm dứt sự phụ thuộc của Đức vào năng lượng Nga. Ông Olaf đã không phóng đại khi gọi cam kết này là một sự thay đổi lớn, đó là sự kết thúc đột ngột với đường lối ôn hòa trong nhiều thập kỷ và đã khơi dậy những cuộc tranh luận về lịch sử, bản sắc, vai trò của Đức trên thế giới. Sự đột phá lớn đến mức những người ủng hộ quan điểm này cũng bị sốc. Ông Rassanas, nghị sĩ tại Dresden, khi trả lời phỏng vấn của Euronews đã nói: "Nhiều người trong chúng tôi, thực tế là gần như tất cả chúng tôi, không biết rằng ông Stone sẽ kêu gọi tài trợ 100 tỷ euro cho các lực lượng vũ trang. Tôi đã bị sốc." Trong nhiều thập kỷ, Đức chậm đầu tư vào quân sự và ngần ngại gửi vũ khí tới các cuộc xung đột đang diễn ra. Cách tiếp cận này được rút ra từ những bài học về sự khủng khiếp của Thế chiến II dư luận Đức từ lâu hoài nghi việc mở rộng quân đội bất chấp chỉ trích từ các đồng minh. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine đã ép thủ tướng Scholz thay đổi. Ngoài khoản phân bổ 100 tỷ euro một lần để phục hồi quân đội Đức, thủ tướng Scholz còn cam kết đáp ứng hướng dẫn của NATO về chi tiêu 2% GDP cho quốc phòng. Một pha đảo chiều ngoạn mục khi chỉ một năm trước đó, chính phủ của bà Angela Merkel đã đưa ra kế hoạch chi tiêu quốc phòng trong giai đoạn 2021 đến 2023 kết thúc năm 2022 với khoản chi 55 tỷ euro, Đức đã dành 1,5% GDP cho hoạt động quốc phòng. Năm 2023 là 1,6% và mục tiêu đến năm 2024 sẽ đạt mức 2% đề ra. Thế nhưng, đằng sau phản ứng mạnh mẽ này thì chính phủ của ông Olaf Scholz vẫn bị coi là quá rẻ rạt khi đưa ra các gói ủng hộ cho Ukraine Việc Đức ngăn chặn các nước đồng minh chuyển giao xe tăng và vũ khí hạng nặng do mình sản xuất cho Ukraine trong thời gian dài đã nhận khá nhiều chỉ trích. Ông Jones đã thể hiện sự thận trọng của mình trong cách tiếp cận vấn đề này. Nhưng dần dần, ông cũng thay đổi quan điểm. Đến lúc này, Đức đang là nhà ủng hộ lớn thứ hai của quân đội Ukraine chỉ sau Mỹ. Cam kết mới nhất cho thấy Đức sẵn sàng cho một kế hoạch hỗ trợ quân đội Ukraine tới năm 2027 trị giá 8 tỷ euro, bao gồm cả việc sản xuất vũ khí cho quốc gia này. Cuộc khủng hoảng năng lượng cũng để lại hệ quả lớn trong giai đoạn cầm quyền vừa qua. Trong suốt hai thập kỷ trước đó, khí đốt giá rẻ của Nga đã hỗ trợ kinh tế Đức tăng trưởng mạnh thì nay trở thành cú đấm với chính phủ mới của ông Scholz. Nước Đức buộc phải tìm nguồn thay thế và đã phải tham gia thị trường toàn cầu một cách gấp gáp. Chi phí năng lượng gia tăng chóng mặt, kèm theo đó là lạm phát đã dìm nền kinh tế Đức lún sâu vào khủng hoảng. Theo bảng xếp hạng năm 2022 của Viện Nghiên cứu Kinh tế GEW, Đức chỉ xếp ở vị trí thứ 18 trên 21 nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới. Trong khi, cả 5 viện nghiên cứu kinh tế của Đức đều dự đoán năm 2023, kinh tế Đức sẽ tăng trưởng âm từ 0,4% đến 0,6%, khiến cho nước này trở thành nền kinh tế duy nhất trong nhóm G7 tăng trưởng âm năm 2023. Không thể phủ nhận khó khăn lớn của ông Olaf khi đang phải điều hành một chính phủ quá đa dạng. Liên minh cầm quyền hiện tại tập hợp 3 đảng có sự chia rẽ về hệ tư tưởng đảng SDP là một đảng tiến bộ trung tả với mong muốn cải cách. Đảng xanh tin vào sự can thiệp nhất định của nhà nước, đặc biệt là khi nói đến quá trình chuyển đổi năng lượng. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ Tự Do FDP lại tin vào chủ nghĩa tự do kinh tế. Vào tháng 5 năm 2023, những bất đồng giữa các bên đã nổ ra khi dự luật giảm lượng khí thải nhiên liệu hóa thạch được đưa ra. FDP chặn dự thảo luật, mặc dù trước đó đã phê duyệt nó FDP chỉ trích cách tiếp cận của Đảng Xanh đối với quá trình chuyển đổi năng lượng, trong khi Đảng Xanh phản ứng dữ dội và cáo buộc FDP là đối tác không đáng tin cậy. Các cuộc tranh luận vẫn đang tiếp tục làm trạch hướng một số mục tiêu lập pháp. Vào tháng 8, Liên minh đã không đạt được thỏa thuận về một đạo luật cung cấp khoản giảm thuế doanh nghiệp nhằm phục hồi tăng trưởng trong nước. Cuộc chiến công khai này đã đặt ra câu hỏi đối với Olaf Scholz rằng liệu ông có nắm quyền kiểm soát chính phủ của mình hay không. Hai cuộc bầu cử bang gần đây với chiến thắng của phe đối lập là lời cảnh báo tới khả năng tiếp tục cầm quyền lâu dài của Liên minh đèn giao thông này. Trong khi đó, trên bình diện châu Âu, vị thế của Đức cũng đang suy giảm nghiêm trọng, không còn là đầu tàu của lục địa già. Tháng 4 năm 2022, khi chính phủ của ông Scholz sử dụng lá chắn phòng thủ trợ cấp 200 tỷ euro nhằm hãm giá ga và điện khẩn cấp trong nước đã làm bùng lên một cuộc tranh cãi trong EU. Đức là quốc gia giàu có với nguồn tài chính dồi dào, nên đã đi trước các nước khác khi chưa có một kế hoạch chung của EU. Sự việc này tiêu biểu cho một sự thay đổi khác dưới thời ông Jones. Giờ đây, có vẻ như Đức đang đi trên con đường riêng của mình thay vì đóng vai trò dẫn dắt ở châu Âu như khi bà Angela Merkel nắm quyền. Giáo sư Aaron Allen, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu nói, khi bà Merkel còn nắm quyền, bà nhận được nhiều sự tôn trọng và được coi là người bảo vệ trật tự quốc tế. Hình ảnh của bà Merkel chính là hình ảnh của một nước Đức sẵn sàng lãnh trách nhiệm gánh vác EU. Vì vậy, những phản ứng của ông Scholz đã làm tổn hại đến hình ảnh này. Mối quan hệ Pháp-Đức đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định của châu Âu cũng đặc biệt căng thẳng trong giai đoạn vừa qua. Ông Scholz là người kém khéo léo hơn hoặc chưa đủ kinh nghiệm để tạo dựng mối quan hệ cá nhân với các nguyên thủ quốc gia khác, điều mà bà Merkel đã làm rất tốt. Ông Jeremy Ross, chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức nhận xét. Trong khi một số quyết định của Olaf Scholz như cam kết quân sự hóa được các đồng minh châu Âu hoan nghênh, thì việc thực hiện chúng lại vấp phải chỉ trích. Ông Roth cho biết, những chương trình chi tiêu lớn như quỹ 100 tỷ euro cho lực lượng vũ trang hoặc 200 tỷ euro cho giới hạn giá năng lượng và trợ cấp hộ gia đình được coi là không có sự phối hợp. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang độc lập theo đuổi các mục tiêu gây áp lực lên quốc gia khác Pháp đặc biệt thất vọng vì phần chi tiêu quân sự dưới thời ông Olaf Scholz đã hướng tới các hệ thống vũ khí của Mỹ, làm đảo lộn kế hoạch hiện có cho các dự án vũ khí chung của châu Âu. Điều này còn được hiểu là bước lùi của chính phủ Đức trong việc củng cố chủ quyền châu Âu. Nhiều nước ở Đông Âu muốn cam kết hơn nữa về phòng thủ lục địa do những lo ngại sau cuộc xung đột Ukraine thì lo lắng về phản ứng chậm chạp với các diễn biến của chính phủ Đức về hỗ trợ quốc phòng. Có sự phân chia đông tây, các nước Đông Âu muốn thấy Đức thẳng thắn hỗ trợ cung cấp vũ khí cho phía Đông và cam kết bảo vệ các thành viên Đông Âu của NATO, ông Allen đánh giá. Bất chấp những lời bàn tán về một sự thay đổi mang tính thời đại, vai trò chính xác mà ông Jones muốn Đức thể hiện trên trường quốc tế vẫn chưa rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, khó có khả năng ông Jones hoặc bất kỳ ai có thể làm hài lòng tất cả. Ông vẫn đem đến cảm giác chậm mà chắc quen thuộc của mình. Sự thận trọng là điều có thể thấy rõ, nhưng tính đến thời điểm hiện tại các chính sách của ông Olaf Scholz mang tính phản ứng nhiều hơn là đại diện cho những ý tưởng rõ ràng, nhất là khi nó luôn bị mang ra so sánh với người tiền nhiệm Angela Merkel. Để rồi tạp chí kinh tế The Economist đã lần đầu xem Đức là người bệnh Âu lục, đánh giá ấy không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh cho nền chính trị Đức. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video này hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo